Tình yêu nào đúng hay là sai, đúng do duyên, sai do số phận. Gặp được nhau là do chữ duyên, đi đến hết đời là do ta có vì nhau. Em biết không, người là tất cả đối với anh, là điều đầu tiên anh nghĩ đến khi vừa thức dậy. Em biết không, người là cả thế giới đối với anh, là điều duy nhất anh luôn nghĩ về người con gái. Anh sẽ luôn cạnh bên và làm tất cả cho em. Anh sẽ em và làm những gì có thể đối với